xin chào các bạn. Trong clip này á, mình muốn đề cập tới cái chuyện VinFast triển lãm xe điện ở Mỹ. Mình có đọc mấy cái bản tin á, là nó nói là VinFast là triển lãm sẽ triển lãm trình làng hai mẫu ô tô điện thể thao là SUV đó ở triển lãm Los Angeles Auto Show 2021. Ok, rồi phỏng vấn này nọ thì đa phần trong số các bình luận là tự hào Việt Nam. Rồi tuy nhiên bên VinFast lại không đồng ý cho người tham dự lái thử hay chạm. Bạn phải nhớ mạnh là hay chạm nha, mình cho không cho lái thử thì ok đi, chấp nhận đi. Nhưng mà không cho chạm luôn, không cho chạm vào hai chiếc xe điện này như những hãng đình đám khác ở buổi triển lãm. Ok, thì cái bài báo này mình đọc ở trên mạng ha. Rồi thì các bạn có thể, mình sẽ attach cái link hoặc là các bạn có thể search là VinFast triển lãm xe ở Los Angeles chẳng hạn, thì các bạn sẽ tìm ra những cái bài báo này. Ở đây á, mình sẽ phân tích về một cái khía cạnh khác, đó là có đáng để tự hào hay không. Ok, thì mình trước khi mà mình nói như vậy á, thì mình sẽ đi đưa ra những cái bình luận và những cái quan điểm trước là về việc kinh doanh. Mình không phải là kinh doanh, mình là kỹ sư cơ khí cho mình không biết về kinh doanh, nhưng mà từ những cái gì mình thấy được thì bạn sẽ thấy là bạn, nếu mà bạn bắt đầu một cái ngành kinh doanh nào đó, đầu tiên bạn phải tạo ra cái uy tín, đúng không? Uy tín là cái đầu tiên. Sau khi có uy tín rồi thì bạn mới có thể phát triển được cái doanh nghiệp hoặc là cái cơ sở hoặc là cái gì đó của bạn. Nói về kinh doanh là phải như vậy. Cái đó là cái common sense. Rồi, bạn muốn mở một quán ốc, bạn mở một tiệm phở, thì trước hết á, bạn giả sử như bạn ở một cái tỉnh lẻ, tại vì Việt Nam so với Mỹ giống như là một cái tỉnh lẻ so với thành phố Sài Gòn, ok? Cho mình mới nói vậy, nó hơi khập khiễng nhưng mà mình chỉ lấy ví dụ thôi. Bạn giả sử như bạn sống ở Cà Mau, bạn muốn mơ ước là mở một cái tiệm phở cho nó phát triển rộng lớn khắp Việt Nam, mà bạn đang ở Cà Mau, một cái giả sử năm căn đi, bạn muốn mở quán phở, thì có phải trước hết là bạn phải mở một cái quán rất là nhỏ xung quanh cái xóm của bạn trước, để làm chi? Bạn phải test cái trình độ của bạn, có thể bạn ăn ngon nhưng mà người ta ăn không ngon, cho nên bạn phải test là phở có ok không, có cần thêm cái gì không, bớt cái gì không, thì bạn phải mở cái trong cái xóm của bạn trước. Thì nếu mà bạn thấy ồ, trong cái xóm nhiều người feedback là good 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 này nọ, everybody say good, ok, lúc đó bạn có thể là bạn có thể góp một ít vốn, đúng không? Bạn mở có lời chút xíu, bạn có thể mở cái quán bự hơn tại ngay cái Cà Mau năm căn của bạn, có thể gọi là cái headquarter, ok, thì bạn sẽ mở nó bự hơn một chút. Rồi sau có nhiều vốn này nọ thì bạn mới đẩy một, thì bạn mới là chơi lớn luôn, bạn lên thành phố Hồ Chí Minh, bạn xây cái tiệm bự rồi bạn mở phở như vậy. Nó vẫn còn có may rủi, tại vì có thể là người Cà Mau khác và người Sài Gòn khác, thì có thể trong lúc đó bạn có thể điều tra này nọ để có thể bạn nhận cái thị trường. Thì đó là mình nói về tiệm kinh doanh nhỏ nhỏ. Thì như vậy tương tự, VinFast, một cái xe mới có 4 năm tuổi, tại mình thấy trên đây gọi là 4 năm tuổi thì mình cũng không biết là bao nhiêu, thì mình cứ nghĩ là 4 năm tuổi đi. Thì một cái thương hiệu xe của một cái đất nước mới có 4 năm tuổi, so với những cái xe kỳ cựu như là Toyota, Honda, rồi Volkswagen này nọ ha, rồi Mercedes, rồi bên mấy cái hãng Mỹ như là GM rồi này nọ, thì bạn thấy nó rất là non nớt. Nhưng mà sao? Ở Việt Nam, mình quay lại ở Việt Nam, mình nói là VinFast đầu tiên là ở Việt Nam, bao nhiêu phần trăm người Việt Nam sử dụng VinFast? Đó là cái câu hỏi đầu tiên. Tại vì sao? Tại sao phải mình phải hỏi như vậy? Bạn nhớ là Honda, Kia tại sao bây giờ nó rất là phát triển? Tại vì người dân xứ Hàn nó xài Kia, Hyundai rất là nhiều, và những cái hãng đó nó tạo ra những cái gọi là những cái benefit để nó khuyến khích người dân xài hàng của nó. Giống như Samsung cũng vậy, điện thoại Samsung ở Hàn Quốc, cái công ty Samsung nó sẽ có rất là nhiều ưu đãi cho cái người hàng để người ta xài hàng của nó. Để chi? Mục đích xài hàng có thể là kiếm được lợi nhuận, có thể là quảng bá sản phẩm, và cũng có thể là mình nhận những cái feedback, có thể là hư hao cái gì đó mình sửa chữa này nọ để mình nâng cấp, mình make sure nó good.
Thì đó là nói về technology. Thì nói về technology thì có thể là mình nghĩ về cái chiều hướng đó. Thì cái xe điện, xe hơi, xe điện, xe xăng, xe gì cũng vậy. Một cái công ty ở Việt Nam mang thương hiệu Việt Nam, mà nếu như một cái khách hàng nào đó ở bên Mỹ, người ta nói ủa cái xe này ở đâu, mà cái thằng sản xuất, giả sử cái thằng bán xe hơi đây, một cái thằng dealer nó nhận xe VinFast thì nó bán, mà người ta hỏi nó ủa xe VinFast ở đâu, cái thằng dealer nó nói ồ xe này ở Việt Nam, rồi người ta hỏi nói chứ ủa ở Việt Nam người ta có xài VinFast thì không, ý cái thằng dealer nó sẽ chẳng lẽ nó nói xạo, ai cũng biết nên sẽ nói là ờ không có nhiều. Thì bạn nghĩ nếu mà một khách hàng như vậy, người ta có tin tưởng là dám mua cái VinFast để mà chạy hay không? Đó là cái câu hỏi của mình. Rồi cái câu hỏi thứ hai, tại sao nó lại chơi như vậy? Tại sao xe ở Việt Nam, nếu mà nó xe ở Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam, và nó trả lời là tại vì Mỹ là cái thị trường rất là hấp dẫn. Cái câu đó là một cái câu nếu mà bạn nào mà nhìn nghe thoáng qua, bạn sẽ thấy là ở đúng, Mỹ là thị trường lớn, tại ai cũng muốn vô Mỹ. Nhưng mà bạn nhìn rộng ra một chút đi, tại sao cả thế giới này nó phải bắt tay với thằng Trung Cộng? Right? Châu Âu, Mỹ, Nam Phi, ở đâu cũng vậy, nó cũng ráng nó đổ hàng cho Trung Cộng. Tại vì thị trường ở thằng Trung Cộng nó bự hơn là thị trường ở Mỹ. Và thứ hai nữa là cái yêu cầu, cái tiêu chuẩn an toàn ở Trung Cộng á, nó dễ hơn là tiêu chuẩn an toàn ở Mỹ. Đó là lý do tại sao ai ai người ta cũng bán đổ về Trung Cộng, cũng bán cho Trung Cộng hết, tại vì nó dễ quá. Thì đó là một cái thị trường. Để xem những cái thị trường nào mà non nớt hoặc là cái gì đó, người ta sẽ đổ cho Trung Cộng. Mà Trung Cộng là sao? Xét bên Việt Nam luôn, ngay ở trên đầu luôn, ngay trên bàn thờ của Việt Nam. Thì tại sao thằng Việt Nam nó không nhập hàng qua Trung Cộng trước, để nó phát triển cái thị trường đó trước và nó qua Mỹ sau? Mà tại sao nó phải nhảy hẳn một phát qua Mỹ, xuyên đại dương luôn? Các bạn thấy không? Có đúng không? Đó là cái ý kiến thứ hai. Rồi cái thứ ba, cái ý kiến tiếp theo của mình đó là tại sao mình có một idea là tại sao cái thằng Việt Cộng nó không có nhập qua hàng qua thằng Trung Cộng. Là tại vì có thể thôi, mình không chắc, tại mình không có thông tin, nhưng mà mình đoán chắc luôn. Và những cái gì mình biết về Việt Nam là cái xe VinFast nó chỉ có cái tên VinFast thôi. Bộ đồ lòng toàn bộ là từ Trung Cộng. Những cái phuộc nhúng, những cái motor, những cái bo controller, rồi những cái dây điện này nọ, Trung Cộng hết, Trung Cộng hết. Capacitor, rồi dầu nhớt này nọ, Trung Cộng hết. Đó là lý do tại sao cái thằng VinFast nó không có đầu tư qua Trung Cộng. Tại vì thằng Trung Cộng nó cho thằng VinFast thì không có lý do là thằng VinFast đi kiếm lại bên, đi bán lại bên Trung Cộng. Đó là một cái gọi là một cái câu trả lời rất là logic. Là như vậy thôi. Trong khi cả thế giới, bạn nhớ thằng Tesla là công ty Mỹ, nó cố gắng nó bán xe điện ở Trung Cộng. Thì thằng Việt Cộng khi mà nó sản xuất xe điện, nó không có lý nào mà nó lại chê cái thị trường béo bở ở Trung Cộng hết, mà nó phải leo qua bên Mỹ. Ok. Và khi mà bạn nhìn cái này, nó triển lãm hai cái xe mà nó không cho người ta đụng, không cho người ta sờ. Bạn phải đặt một dấu hỏi. Thay vì bạn cứ tự hào, thì bạn phải đặt một dấu hỏi. Nếu mà hàng chất lượng, một sản phẩm đúng chất lượng để nhập qua đường nước Mỹ, thì đồ rồ một chút, một cái tay này nọ, nó không có sale. Tại vì bạn vô showroom đồ này nọ, người ta cho rờ, người ta cho vô ngồi rồi luôn. Có thể là không có cho bật lên, nhưng mà mở cửa vô ngồi rồi chụp hình bên trong là không có vấn đề gì hết. Nó rất là bình thường. Mà cái xe VinFast này nó không cho. Từ đó mình sẽ đánh giá là cái gì? Tại sao nó lại vội vã như vậy? Mà mình nhớ bên đây là bên cái thị trường xe điện, không phải là thị trường mà là cái tình hình sản xuất xe điện bên Trung Quốc nó rất là phát triển. Cái xe điện có thể nó không smart, nó không có mạnh, hoặc là nó không có đủ tính năng như là thằng Tesla, nhưng mà xe điện, bản chất của xe điện, cái đó thật ra là ý kiến của mình luôn, mình rất là thích một chiếc xe điện đơn thuần chỉ là một chiếc xe điện. Tức là sao? Thay cái động cơ xăng bằng cái động cơ điện. Như vậy nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều và giá thành sẽ rất là rẻ, tại vì cái motor và cái controller, everything nó rất là simple trong cái xe điện. Nhưng mà thằng Tesla somehow nó đi higher, nó đó là cái luxury, cho nên that's why mình nghĩ đó là lý do nó mắc. Thì mình quay về cái vụ VinFast, tổng quan lại là như vậy. Tại sao cái xe thằng VinFast nó không có đánh vô cái thị trường Trung Cộng? Là tại vì cái bộ đồ lòng của nó có thể là từ thằng Trung Cộng.
Ok, nó chỉ mang cái nhãn hiệu là VinFast thôi. Cái mục đích tại sao nó qua Mỹ? Có thể là nó không bán được cái gì hết, tại vì rõ ràng một cái xe sản xuất, nhà máy sản xuất cái headquarter là ở Việt Nam, mà người Việt Nam thì không có sử dụng xe VinFast nhiều. Khi mà người Việt Việt Nam á, mà nói là đại gia này nọ, nó nói vậy gì? Mercedes, BMW, Audi, Toyota bên đây gọi là xe rẻ tiền, nhưng mà đó vẫn là một cái hiệu ở Việt Nam. Không có ai nói là tao có tiền tao sẽ, nếu mà tao đủ tiền tao sẽ mua VinFast. Cái câu đó không có, mình chưa có nghe. Cái tình hình nó như vậy thì khi mà một bên nước Mỹ, một khách hàng nào đó mà muốn mua xe, người ta sẽ hỏi câu đó và người ta đánh giá tại sao ở Việt Nam không có sử dụng mà lại đi bán qua nước Mỹ. Rồi cái thứ hai á, tất nhiên là cái thằng VinFast nó không có thể nào đặt nhà máy rồi nó chuyển người này nọ bên Mỹ để lắp ráp, ngay cả Toyota nó cũng không có. Nó nhập hàng từ đâu đó nó chuyển qua Canada hoặc là lên phía Bắc hoặc là bên Mexico rồi nó nhập chiếc xe về. Thì không có lý nào mà thằng VinFast nó lại đầu tư một cái factory ở Mỹ. Thì cái vấn đề về shipping là như thế nào? Một khách hàng tới cái dealer của thằng VinFast kêu hay ta muốn mua một cái xe, cái lead time là bao nhiêu? Thì tại vì nó không có sẵn xe, nó không sẵn đây thì mình nói ta sẽ ship từ Việt Nam chuyển qua này nọ mất 4 tháng. Thì bạn nghĩ một khách hàng người ta mua cái xe và người ta sẵn sàng chờ 4 tháng để được một cái xe giá bình dân, bạn nghĩ có hợp lý không? Cái gì mình mê nêu ra như vậy thì khi mà bạn nhìn vô bạn đánh giá thì bạn đáng để tự hào hay không, bạn tự hào họ hay là bạn gọi là sao, nổ. Cái tự hào và cái nổ nó rất là khác nhau. Tự hào là cái gì đó đã xảy ra, cái gì đó nó hoàn thành, ai ai cũng khen, và bởi vì mình là một cái element, là một cái yếu tố trong đó thì đó là lý do mình tự hào. Còn một cái gì đó mà nó nói toàn trên trời được không à, không có thật, không có ai chấp nhận, không không có gì một cái thành tựu gì hết, thì bạn có đáng để tự hào hay không? Đó đó là cái câu kết của cái clip này của mình, tự hào hay nổ. Và nếu mà bạn biết cái tổ chức, cái tập đoàn đó chuyên gia nổ thì bạn có đáng để tự hào hay không? Mình quay lại cái vụ cái quả nổ của về cái thằng Bphone. Giờ người ta nói Bphone không có ai mà đáng tự hào về Bphone hết. Đó thì cái clip này ngắn gọn về như vậy, thì khi mà mình sẵn tiện mình đọc về cái VinFast đó thì mình muốn chia sẻ một vài cái nghe quan điểm đó như vậy của mình. Thì nếu mà bạn thấy hay hoặc là đồng quan điểm hoặc là có gì đó thì cứ comment below. Bye bye các bạn. We'll be right back.